Bánh và chị Bơ đang chơi. Chị Bơ làm em cười đi. Bơ thấp xuống. Hey, want to see some chicken out? Mommy! What? Hey, young boy! One, two, three. Ha! Ra cạnh chị đi, không là rơi đến đất giờ. Ông gấu đi, gấu của Bánh đâu? Gấu trắng của Bánh đâu? Gấu trắng đâu? Gấu trắng đâu? Gấu trắng đâu? Gấu trắng của Bánh đâu? Ăn thịt gấu trắng đi. Ê ơi, ăn thịt gấu trắng. Mẹ cứ bay lại chị không chơi nữa đâu. Kéo ngã, kéo ngã. Rơi xuống đất ngã đấy. Bơ chú ý em. Bơ kéo em vào chỗ mấy cái gối đi Bơ. Rồi, ra chỗ gần mấy cái gối á. Đến đây chổng mông lên đấy. Đến đây chổng mông lên, buồn cười đấy. Nằm ngửa ra đi coi. Ngửa cành giỏi. Ôm gấu trắng đi coi, ăn thịt gấu trắng đi coi. Gấu trắng đâu? Ăn thịt gấu nào, ăn thịt gấu. Ui, ăn thịt gấu, ăn thịt gấu, ăn thịt gấu. Ôi ngon quá, ăn thịt gấu. Ui, ăn thịt gấu, nằm ngửa cành nào. Nằm ngửa cành ra đi đây nào, nằm ngửa cành nè, nằm cành ra nè. Nằm cành ra. À, rồi, không có ai đỡ cả. Ơi, phải cười vào cái gối, kéo vào cái gối, kéo vào cái gối. Nằm lộn rồi. Cho thịt cá trong nửa cành ra, ra xanh nửa cành ra. Chưa. Nằm ngửa cành. Ngã giờ, ngã giờ, ngã giờ. Đúng rồi. Nào nằm ngửa cành nào, Bánh nằm ngửa cành nào. Ngửa cành nào. Ngửa kênh nào, nằm ngửa kênh nào. Ngửa kênh nào. Nằm ngửa kênh đi xem nào. Ơi, nằm ngửa kênh đi xem nào. Kênh như nào, đâu. Ú à đi, ú à chị Bơ đi. À Bánh, à, Bơ Bơ giấu gấu vàng vào trong cái chăn hồng, xong rồi hỏi Bánh gấu đâu. Hoặc là giấu ở dưới gối ấy. Bơ để gấu vào dưới gối ấy. Nhét vào dưới gấu gối đâu? Gấu đâu, gấu đâu, Bánh đi tìm đi, nhét vào chưa. Hết vào đâu. Con làm kỹ quá nó không tìm được gấu đâu. Bánh tìm gấu đi. Gấu đâu? Gấu đâu rồi? À gấu đấy hả? Thế gấu vàng của con đâu? Ủa ôi, tìm thấy luôn, giỏi quá. Anh ơi Bánh tìm thấy rồi. Bánh tìm giỏi thế. Bánh tìm giỏi thế. Ai bạn gấu luôn. Ôm gấu đi, ôm gấu nào. Ôm gấu nào. Bye bye gấu, đi ngủ đi. Bánh bye bye gấu trắng đi. Bye bye, đúng rồi. Bye bye gấu. Bye bye. Bye bye nha, đi ngủ nha. Bye bye.